Yeah. Chào mừng anh em đến với video tiếp theo của anh em mình. Chìa khóa đâu nhỉ? Đây là túi tiền nhá. Chìa khóa đâu chị? Chìa khóa à? Này, đi đâu? Tìm chìa khóa được bây giờ. Ấy thì túi tiền thì vừa đi lính về chắc cũng được mười mấy ngày nhỉ? Em về từ 30 trước. Mười mấy ngày. Nói chung thì Tú thì cũng không tính làm với anh em nữa. Tú thì sẽ... Tôi ghét tài rồi. Nó bảo nó làm tôi đi nước ngoài mà. Ừ, nó tính là đi học tiếng đi nước ngoài anh em. Nói chung là cũng muốn giữ anh em ở lại làm cùng anh, nhưng mà muốn lắm nhưng mà giờ kinh tế khó khăn nên. Thế sao đấy là đi học hay đi ấy? Em tính đi lao động. Lao động à? Lao động bên Hàn. Ôi lao động gì anh ơi. Hàn là gì? Em tính đi đài mà nhà em có người biết đài. Đi bằng cao. Sao rồi? Đi ma thành không ma được thì tiền cao. Luôn là ma. Bạn anh cũng bên đài nhưng mà nói chung là tùy đứng chỗ thôi, có chỗ kiếm ăn ngon lắm, có chỗ thì lại ít việc. Chị đi Bắc Cao chỉ có vào cái siêu. Chị ở đâu? Ăn gì nhỉ? Ngày xưa Tú là đi hát cùng mình các bạn. Nam bài là gì? Tết gì nhỉ? Thôi Tết gì? Bây giờ mình gọi là sắp xa nhà thì hát bài nào gọi là xa nhà hát hát thử bài em à, hai tháng đến xem mà giọng hát nó có thay đổi không? Khá lắm dương khá lắm anh ạ. Tú hát hay phách trưởng các bạn ạ. Sau nhiều năm rồi em hát được chưa? Cái gì ạ? Cơm làm thiên anh em ạ. Dành cho những anh em ở xa nhà. Xe vẫn bật chưa? Bài này khả năng năm sau mình xem lại và kỷ niệm. Nhưng mà chìa khóa tôi đâu? Anh làm tí cho phấn khởi nhé. Mình ra đây anh phụ thôi. Ông im mẹ á mồm đi. Rồi ra sao mà cô đơn nào chẳng ai.
Xem lại là khả năng em khóc. Mới năm sau xa nhà. Vừa đi 25 xong giờ là đi. Giờ đi đài thì đi 25 xong là 3 đi đài thì mấy năm nữa. Đài 3 năm. Bởi vì đi du học Hàn Quốc là mình học tiếng là học 2 năm. Ở nhà đi cướp mình em thôi mình học. Ở nhà đi cướp mình học em thôi. Damn. Học lên đại học. Học lên đại học thôi nhờ. Trong cái video này bạn đã không khi nào đi ấy nhỉ, đi nước ngoài nào bạn nhỉ? Đi xem lại nhỉ. Bạn này mình nghe mình lại khóc vì nhục. Cháu ấy nhục à? Mình xa nhà mà. Thế thì là bạn đi xa nhà rồi mẹ biết và gọi điện cho mẹ bình thường làm sao? Đúng không? Nhưng mà ở đây nó hơi tủi, ở đây em thì có ai bạn bè ở đây có người người nhà đâu. Thời đại này người nhà thì không có bạn bè. Ê, anh mua cái súng này này. Anh có khẩu súng đen xì nhưng mà nó to như này tí. Trẻ trâu. Em mua đâu đây mà. À nhưng mà súng này của anh là súng ấy, súng bắn nước. Mẹ cái chìa khóa đâu hát, xong bài nó vẫn chưa bài. Để đâu? Đấy, anh em. Nói chung là tạm biệt anh ạ. Mình cũng muốn là bà lươn đi. Muốn Tú làm đây lắm nhưng mà đấy Tú vẫn quyết định rồi thôi. Ngon cháu. Chụp em nó là bên kia ấy thôi. Bà lươn. Thôi cho bà hỏi, bà ra bà bỏ bánh chết đi. Tôi nhầm mê 1:30. Vừa anh em tôi ngồi đây nói phép 11:30 rồi. Lôi ra ra. Chạy chưa? Cười gì? Thôi cho cháu ngủ với cháu nó à, ngủ lắm rồi kìa. Bác nói à đây là con ngủ lắm rồi. Con mẹ rất là ngủ. Tôi không ngủ quá đâu rồi. Nói chung là Tú ở đâu đi chăng nữa thì anh em cố gắng ủng hộ Tú nhá. Nếu Tú mới sang bên đấy làm YouTube thì làm YouTube đăng ký. Thôi đừng đi đây đứng chỗ đó. Dạ. Gọi là cuộc sống Tai Loan đấy. Cuộc sống Đài Loan. Sang đây ví dụ như là Tú có làm một cuộc sống bên Đài Loan thì anh em nhớ ủng hộ Tú. Sang đây bắt cá. Không, cho anh em xem toàn ăn đồ ăn cay bên Trung Quốc nó bảo ăn đồ ăn cay á. Gọi là toàn múc bang múc bang này bang hoàng nghe nói là sắp tới lại tuyển thêm mấy hiện đại cơ về anh em à. Đúng rồi. Có ghế chưa? Ghế chưa? Đúng rồi. Cho nói gì đây? Nói gì đây? Con chào anh em đi thôi nào. Chào đây. Hello. Em có chuẩn bị có mấy là hôm nay mới là anh đang đi ra này là mai à? Mai. Ui, thế cách đúng một ngày nữa, mùng 8 là bắt đầu học. Mùng 10 là học chính nha anh ạ. Anh là có muốn làm viên tem tôi, anh em ebook cho tôi chuyên nữa. Mùng 8 à? Thì... Nhanh thế. Thế này chỉ ăn 15 xe. 5 xe hả? Đấy, mất cái tiền khóa con kia rồi giờ lại. Thế thì giờ mình gặp Tú lần này đây. Tú mới gặp Tú Tết giờ ở nhà. Trước Tết thì gặp một lần rồi. Tết này em có đi đâu đâu, toàn ở nhà. Mới đi đính về hay lắm, mới đi đính về lắm kèo, nhậu nhẹt các thứ với bạn bè nhiều đông. Tao cũng đang đi đâu. Dày cái anh quá à. Thời qua đang ngủ một mình nhá. Dày ở dưới bánh chắc anh. Nếu mà năm sau có dịp mà mình sang đấy mà mình mà... quay về lúc. Quay về lúc. Hôm qua thì có gì anh em ủng hộ mình nhá. Nhà không thiếu xe nhưng mà vẫn mệt. Có gì anh em nhá. Cảm ơn anh em nào.